mắc nhưng mà giá cả thì đắt mắc, nhưng mà những cái món rất là tiện lợi, tức là mua những cái món mà bán ở cái đại cửa hàng thì rất là tiện lợi. Rồi đi là Hokkano Mise Dewa Takai Mono Mo Yakuen De Ichiru Mise. Những cái tiệm khác thì những cái thì cũng có những cái món bán đồ rất là cao, tặng cho tới là 100 yên. Những cái tiệm Mình dịch như thế này nè, ở những cái tiệm khác á thì cái đồ mà cũng cũng bán ở tiệm khác á thì nó cũng bán có trong tiệm 100 yên. chứ câu là tiếng Việt sao ta, ý là nó là những cái món, những cái cửa hàng khác thì cũng có bán đồ cao giá 100 yên luôn, như cái cửa hàng mà nó đang hiện tại bán á. Tức là trong cái tiệm 100 yên á, tiệm 100 yên đang bán này, mình dịch là cái cửa tiệm, mình dịch là bây giờ mình dịch ngược lại ha, thì cũng có cái bán những cái đồ đồ vật giá cao của những cửa hàng khác á, tức là nó không chỉ là bán 100 yên thôi mà nó còn bán 200 yên, 300 yên, 40 yên nữa, À, hiểu không? Thì hiểu thật chứ sự là bên Nhật ừ. nó ghi chữ here and super là nó đồ tất cả mọi thứ đều là 100 yên, nhưng mà ngoài đó nó còn có những cái 200 yên, 300 yên đặc biệt nữa. Ừ. Ok, bây giờ mình xong câu 4 mà mình gặp lên đoạn văn đúng không? Chứ Đúng đọc rồi. hết câu hỏi chết chết rồi. Ồ. Ừ, qua lại gì? Nó qua trang mới. Cái này tự dọc về không bự lên Cái này thì nó sẽ đọc đoạn văn này, nó sẽ trả lời câu hỏi theo từng tự luôn đúng không? Ví dụ câu nào trước thì nó sẽ trả lời trước, xong rồi hồi tới câu 5 thì mình sẽ đọc tiếp tiếp theo nữa, chứ không phải là lộn xộn đúng không em? đúng rồi, thì cái câu 4 là chắc chắn là mình phải đọc nó nằm trong cái đoạn đoạn đầu tiên thôi, nó không thể mà nhảy hết có nguyên cái đoạn được. Ok. Rồi. Ok, vậy cô giờ cô đọc, cô dịch ra từng câu luôn ha. Đúng rồi. Rồi. Nihon ni kita kakoku jin ga omiyage o kau tame ni yoku iku mise ga aru. Có nghĩa là khi mà mình đến Nhật ấy, Mình khi dịch mà mình là đã đến cái Nhật, danh từ á, danh từ trước. Danh từ trước. danh từ là Cái độ như từ mình dịch độ Nihon ni kita ga kuzin thì mình có phải mình dịch là từ đâu, phải cái chỗ nào là quá gá mình mới dịch trước chứ. Đâu thể mà mình dịch từ Nihon đến Nhật rồi mãi được, mình phải à, rồi 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 à, người những người nước ngoài mà đã đến Nhật đó ừ. thì họ để mà, tức là họ mua những cái món món quà làm kỷ niệm, Ừ. à, vì là họ thì vì thế mà họ thường hay hay đến cái tiệm. Ừ, mình dịch lại có, bây giờ dịch lại toàn câu, mình phải đọc hết nguyên câu rồi mình dịch đi ha, chứ đừng có đọc nửa chừng á, cái mình dịch ngay chỗ đó nó không. Nhưng mà hôm qua em đọc, em dịch tiếng Anh đúng không, tôi kêu là Đúng à rồi. phải đọc hết câu mới dịch, chứ tự nhiên đọc dạy em sao dịch được. Thì bây giờ mình tiếng Nhật nó cũng vậy, nó sẽ mình kêu có một cái cửa tiệm mà người nước ngoài đã đến để thường đến để mua cái đồ đồ omiyage là gì, Quà lưu niệm. đúng rồi. Đó, mình dịch như vậy ha. À, có một cái tiệm, à, rồi rồi rồi, chơi quá. Có một cái tiệm mà người nước ngoài thường đến để mà mua quà kỷ niệm. Wow. Mình đọc 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 hết câu rồi mình sẽ dịch, nó sẽ suôn sẻ hơn. Nhưng mà cái chữ mà người nước ngoài là nó dùng ở đằng trước đâu, mà khi mà người nước ngoài đến đã đến Nhật thì mình cũng lấy cái chữ người nước ngoài đó tiếp tục luôn hả? Thì thật sự nếu mà mình dịch là mình dịch từ có những cái chỗ nào mà nó có quá là gá mình dịch trước, ví dụ như cái đó là chủ ngữ, mình lấy cái chủ ngữ mình dịch trước, tại do trong tiếng Nhật nó sẽ có những cái gọi là danh động từ bổ ngữ, đúng không? Ví dụ như bình thường mình kêu cái câu đây là gao gừ jin wa nihon ni kita, thì bây giờ người ta nói ngược lại là nihon ni kita gao gừ. Rồi thì mình mà hiểu hiểu cái này không vậy? Cũng
có nghĩa là hiểu hiểu rồi, có nghĩa là người nước ngoài mà đã đến Nhật ấy Ừ. thì họ đã Thường thường họ đã thường hay đến cái cửa hàng này có để cái cửa mà hàng, mua. có cái cửa hàng thì họ thường từ đấy nó để mua một cái đồ kỷ niệm. Mình Dạ. dịch là cái danh từ trước ha, nếu mình dịch là cái danh từ này nó chữ gá đúng không, Đúng rồi. thì mình dịch trước rồi có đây dịch đấy này, nhưng mà rồi có cái cây tiếp tục nó có danh từ tiếp thì mình lấy cái danh từ mình dịch cái đây, trong trường hợp đây gọi là danh từ nhưng mà nó là gọi là cái ấy trong tiếng Anh đó, cái subject đó. Rồi, ok. Sao nó bị Cái khó ấy hiểu? nó là cái ấy rồi tiếp tiếp nào. Rồi, Hyakuen Shokuda. Có là shop 100 yên. Đó là shop 100 yên. Ừ. Rồi, Ừ. Dokonitemo Arushi Ừ, Arusi. Takusan Arunshi Taksa no Omiyage ga Hayak Yasuku Kaeru node Ừ. Ninki ga aru. Rồi dịch đứng nói dịch lại cho nó ok nè. Rồi cho dù là demo đó là cho dù là đi Phải đâu đến mùa đang phải là cho dù ha, mình dịch là ở đâu thì cũng có. ở đâu thì cũng có rất là Ừ. nhiều những cái rất là nhiều những cái món quà lưu niệm mà được người mà được ưa chuộng bởi cái việc mà mua với giá rẻ. À, có thể mua kiểu cây mắt thì bây giờ trong trường hợp đây là cài rư, cài mắt, cài rư có thể ha, cái việc đó mình có thể mua, nó thể nó chiều có thể khả năng. Như vậy thì cái chữ Aruninki đấy là được ưa chuộng đúng không em? Đúng rồi, thì mình từng đi cái Ion chưa ta, Ion có đi rồi. trong Ion thì nó có cái chỗ mà lầu hai tầng ba thì nó có sẽ có cái tiệm này, mình nói vậy cho mình dễ hiểu rồi. Thì cái, ở đâu cũng có, thì cái, ở đâu cũng có là có nghĩa là hiệu cửa shop bự này. Rồi tiếp Ok. Cái chữ Ninki đấy là dịch là ưa chuộng đúng không? Ninh kỳ là ưa chuộng, mình yêu thích nó, cái Yêu việc thích đó mình yêu nó. thích, cái việc nó rẻ và nó tiện lợi nên mình sẽ yêu thích, và mình có thể mua được với giá rẻ và để làm kỷ niệm tùm lum nhiều thứ. Hyakuen shoppu toa. Ừ, đó tố hoài này nghĩa là gì? Nghĩa là định nghĩa là Là người ta giải thích ra đúng không? Hồi nãy đúng rồi. bây giờ chữ hia cười đây là 100, còn n là cái mệnh giá của tiền Nhật, ông cần shop bự đây có nghĩa là từ shop trong từ tiếng Anh á, thì có nghĩa là cái tiệm tiệm 100 yên. Vậy bây giờ cái tiệm 100 yên người ta giải thích sao? Ok. Tại vì thứ nhất là omise ni aru shinamono ga zenbu hyakuen de kaeru mise no koto da. Rồi, đứng đứng nói giải thích đi. Vậy người ta Có nghĩa là shop mà 100 yên thì có nghĩa là bán là có những cái món đồ tại cái shop đó mà tất cả mà những cái thứ đó mà những cái thứ tại cái quầy đó có thể bán với giá 100 yên. Đó, đúng rồi, chính xác hơn. Nãy nói là đúng. Thấy chưa? Ồ đúng rồi, từ dưới lên là ghê thật á. Powerful. Rồi, tiếp, câu tiếp theo. Ok. Sekatsu ni hitsuyou na mono ga hoka no mise de wa motto takai mono ga 100 yen de udarete iru. Có nghĩa là có những cái thứ cái món đồ thiết yếu cho cuộc sống sinh hoạt. Rồi sao nữa? Tiếp tục là những cái món đồ mà mắc thì cũng được bán ở những cái tiệm khác.
thì đang được bán ở trong cái quầy mà thì đang được bán với cái giá là 100 yên này. Rồi. Rồi tới đây mình dừng lại ha. Rồi để mình coi lại cái câu 4 nãy, câu 4 sợ mình đọc câu hỏi mình quay nhau. Nè, câu 4 nhìn thấy dưới nào không? Thấy em, thấy em thôi, Rồi không cần phải lúc đấy. nó ghi here cơ em shop bự tố hoàng. Tố hoàng nãy mới nói là cái định nghĩa ha. Dạ. Rồi đón nam bị xe đào tố ít tê mát cả. Rồi bây giờ mình thấy cái chữ đây, chữ trên này nó có chữ tố hoàng không? Giống hay không? Có. Rồi thì Giống liền. mình bám sát cái câu hỏi đây nha. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ lượt lại nãy cái câu Hichijo đây, sẽ có từ no Hichijo đây. Rồi để tờ mình chú ý tiếp đó. Rồi bây giờ mình đọc tiếp Ừ, ok. nè. Hayaku waruku naru tabemono nado wa nai ga konna mono ga attara iina to omotte ita mono ga 100 yen de kaeru. Rồi bây giờ mình dịch Rồi thì dịch lần là xỉu luôn nè. vô Nghĩa vô là thi là đó là lý do tại sao mình phải đọc hiểu mình nhiều mình mới làm được ha. Hai gia cư là gì? giá cừu là nhanh. Rồi qua rươi cừ Và đuôi cừu là xấu. à, nà rư là trở nên đúng không? Trở nên sớm xấu, trở nên sớm là dục bỏ, trở nên sớm là không được dùng lâu. Đúng rồi, mình dịch mình tùy trong từ ngữ cảnh này thì có nghĩa là ví dụ như cái đồ đồ nó bằng 20.000 của mình here cơ em shopper, nghĩa là nó tương đương với khoảng là 20.000 của mình ha. Thì những cái đồ đó nó hai giờ cừ nó trở nên là dễ hư phải không? Bây giờ mình dịch Đúng ra chữ rồi. 6 này là gọi là dễ hư phải không? Rồi Đúng tabemono rồi. nó đồ qua nó không có cái đồ đồ ăn phải không? Rồi Ừ, con không na, có từ đồ con ăn. na là gì biết không? Như thế này, Đúng như rồi, ví thế dụ mình này, mau tặng mô những cái tả. món như thế này, những cái món như thế này. Rồi Nhưng mà những món như thế này. rồi chữ Attara hoặc là Areba nó đều bằng nghĩa nhau, thì nó nghĩa là Nếu nếu đúng rồi, nó giả định ha, những con vật như thế này thì y y trong trường hợp đây là tốt, na à na là trong những trong trường hợp ví dụ như à kawaii na atamaga ina, chữ na đây có phải là cấm chỉ định cấm không, không, hay là tạm biệt Runa nó có khác gì không? nghĩa là sự đạt ngạc nhiên hoặc là nhấn mạnh Mình biểu cảm ha, cái trong trường hợp biểu là mình cảm. biểu cảm à, chứ không phải là cái tạm biệt Runa. Tạm biệt Runa là mình cấm cái gì đó, cấm ăn cấm uống thì nó đi với động từ mới cấm, còn đi với tính từ là mình biểu hiện cái biểu cảm mức độ của cái việc đó. Đúng rồi. Rồi tố mốt tê ita đã mono mono gá hiệu của em đế mình này, bây giờ mình dịch lại từng hai chỗ cái đây ha, thì có thể mua với giá là bằng 100 Một yên với trăm. những cái đồ mà nếu mà có những cái thế đồ đó thì mình đều mà mua có thể với giá là 100 yên, trong từ đế là bằng ha, từ đế là bằng này, dụ mình Tức đi là hòn gô cái đế hàng Nihongo đế à thánh kiều qua Nihongo đế nan vì cá, mình nhớ không, mình nhớ từ cao đó không, thánh kiều nghĩa qua là Nihongo đế thank nan vì cá you à, mình tiếng tiếng thank you tiếng thì tiếng Hàn nói như thế nào? tiếng Nhật chứ Thank sao lại tiếng Hàn, Nihongo mà sao bây giờ tiếng Hàn lộ 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 thì tiếng Nhật nói như thế nào ấy? đó, thì bây giờ trong từ đế này có nghĩa là bằng Bằng à. bằng 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 với giá 100 yên. Vậy là có thể mua với giá bằng 100, có thể mua với giá là 100 yên. Còn cái chữ tô mốt ita là em dịch là đã Đã nghĩ hả? nghĩ đã nghĩ những cái vật đó thì đều có thể mua bằng với giá 100 yên, nhưng mà sao tiếp theo cao tiếp theo Là tôi và ví dụ nan kai mo kai kai tari keshi tari de kiru no to ya o sushi ga kantan ni tsukureru dogu À, đô gừ là dụng cụ. à đô gừ là dụng cụ mizu ni sawaranai de
gome o araeru mono nado da. À, cái thì có những đồ mà mình rửa gạo á, nó có những cái dụng cụ như là mình rửa rửa gạo này đó. À, có những cái dụng cụ như là mình rửa gạo. Cho nó sự Sawara là không chạm với nước rửa gạo mà mình không, tức là rửa gạo mình sawaranai, sawaranai là chạm, bữa trước là có chỉ được cái, à, cái bình này nó dễ vỡ, mình đừng có chạm vào á, nó không chạm sawarimasu. nước. Ừ. Mình có thể rửa gạo, có đồ mà mình rửa gạo này mà không chạm tới nước. Ồ, hoặc là có thể làm những cái sushi á, hoặc là có thể có những cái vở mà mình có thể để viết rồi mình xóa nó một cách đơn giản nhiều lần nữa ha, nan cay, nan cay mút. Nên cài mốt. Ừ. Cài Bây giờ mình cố gắng mình dịch nhanh hơn tí nữa ha, chứ không mình sẽ bị rớt á. Chứ hồi mà dịch như thế này rồi, bây giờ trong cái đoạn mẫu đây thì nó đâu có đề cập tí, rồi quay quay xuống đọc lại cái đây thì hồi nãy mình đọc rồi, sợ không biết nhớ không, tự do làm cái kiểu đề đây. Câu cái mẫu mình đọc lướt qua một cái, không có thì mình gặp. Medan nó cũng không có liên quan. Không có liên quan, đúng rồi, nó không có nói đề cập thì Học có gặp. cái chữ này đan ra trong đó cho nên Ừ. là dùng câu D. Câu đề đúng không? Đúng rồi, Thì những cái câu kia nó không đề cập thì không nói gì hết đúng không? Thì chỉ có đúng những rồi. cái được trong trong cái câu này thì nó có những cái tiệm 100 yên nhưng mà nó có thể bán giá với, có những cái đồ vật mà nó bán giá trên 100 yên. Rồi. Câu số 5. Kono bunshou dewa Ừ. yakuen ショップで買えるものは何だと言っていますか？Ừ.何だと？Rồi, Để đọc nhầm. bưng sồ là những cái đoạn văn như vậy đó, gọi là bưng sồ ha. Trong cái đoạn văn mình, trong từ đế qua đây mình dịch là trong cái đoạn văn nó ha. Theo cơ an sắp bờ đế, à, là tại cái tiệm tiệm 100 yên á, thì kaeru monowa là những cái đồ mà có thể mua, là nói là những cái gì á. Cái danh từ thì mình đi đưa đà ha, danh từ với tính từ đuna là đà, tố ít tê mát, Là nam đà tố không? nan nan đà tố ít tê mát cỡ. Rồi hiểu hiểu cái câu hỏi không, chủ yếu là câu hỏi rất là quan trọng không á. Thì trong cái đoạn văn này thì những cái vật mà có thể mua với giá là 100, mua tại tại cái shop mà 100 yên ấy Ừ. thì được nói là cái gì? Ừ. Đó là những Rồi. cái món gì? Ừ. Bây giờ rồi tiếp mình đọc cái câu 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 hỏi thử Còn nó bây có giờ nó. Osushiya Gome Gome O Ara 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 Ừ. Dogu có nghĩa Rồi. là Chữ gia đây sushi là chữ gia. gạo, Ừ. Ara là kiểu như là rửa hả? Đúng rồi, mình rửa mặt mình nói sao? Kao À ara. cao. Vậy Rồi thì đi tâm. rửa gạo và sushi Ừ. dụng Sushi. cụ. Ừ, có những cụ. Đúng rồi. Dù đây mà nếu mình biết chữ đô gừ đây là mình coi như là mình tiêu rồi. Đó, thì bây giờ mình từ vựng nó quan trọng. Rồi tiếp. Là trên đoạn văn nó cũng có cái chữ trong đó. À. Hayano Kasari ya Nedan ga Takai Omiyage. Hay Rồi. cột chữ Nedan vô là cũng có thấy khó. Thử câu này là gì? Có nghĩa là Heiano Kazari là Aja cái là trang trí hả? trang trí căn phòng Ừ. và giá cả thì món quà có giá cả cao. Đúng rồi, món quà lưu niệm có giá cả cao đó. Rồi tiếp. Kesuhinya Banrina Noto Ừ. là những cái mỹ phẩm và những cái quyển vở tiện lợi. Ừ. Tiếp tục. Ừ. Kekiya Daikoro Daidokoro de Tsukau Ừ. Mono có nghĩa là bánh bánh ngọt.
và cái bếp và sự cái và sự và những cái món đồ dùng bếp ga. Không gà đâu, nó bạn từ kitchen á, từ Dai Tokoro đây là À, các bạn từ kitchen nhà á. bếp, À nhà bếp. mình dịch là dịch cái lần sau ha, cái danh từ lần sau. Những cái món đồ mà sử dụng ở trong trong nhà bếp. Đúng rồi rồi, Câu A, tại vì nó đọc rồi, nó có sushi rồi, nó có cách mà rửa gạo ấy không chạm đó. à Noodle là có dụng cụ hết. Còn những cái câu này đâu có đâu. Đâu có nói tới queso mình đâu. thấy cái chữ mà cài rừ, mình thấy chữ là mua bằng 100 yên, mua bằng 100 yên chữ đây. Thấy nãy nói chữ mà thánh kiều tiếng Anh đó, nhớ không cái đoạn này Yeah, thank you. nè. À thì here cứ em đế cài rừ là mua được với giá đó. Yeah. Rồi tiếp mình đọc Ồ, lại cái đoạn mỹ phẩm là hơi mắc quá. kê Rồi, su hình. Nihon chin mo mochiro hyakuen shoppu e yoku iku. Có nghĩa là ngay cả người Nhật thì cũng tất nhiên là ngay cả người Nhật thì cũng đến đến thường đến đây, thường đến cái shop 100 yên này. Dadokuro de se tsukau mono ya heya no kazari geishouhin nado wa zenbu yakuen shoppu de kau hito mo iru. Rồi Rồi tiếp. thì những cái món mà được sử dụng ở trong nhà bếp và vật những rồi những cái vật mà trang trí trong phòng, mỹ phẩm vân 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 vân, thì toàn bộ là có những cái thì cũng có những cái người mà đã mua ở tại cái shop mà 100 yên này. Được không em? Nó hơi gái xíu không, nói chung có hiểu không, mà đọc mình thấy mình hiểu không. Hiểu có nghĩa là những người tức là người ta khi mà người ta mua những cái vật dụng ở trong nhà bếp hay là mua những cái vật ở trang trí trong phòng với lại mua mỹ phẩm ấy, thì những cái vật đó thì người ta cũng có những người mà ta mua tại cái shop mà 100 yên. Đúng rồi. Ừ, thì mình hiểu thì mình từ từ mình sẽ chỉnh lại cái câu văn mình, nó sẽ hay hơn. Chứ bây giờ cứ vừa đọc mà cứ sửa cho cô hoài không mái ha. Mình nói chung mình hiểu rồi, tức là đừng dịch dịch sát cái đoạn văn quá, mình nó cứng, cái nó sao mà tại vì mình hiểu nghĩa Nhưng nó sao thì cái mình sẽ dịch dịch sát cái tiếng Nhật quá rồi sao nó ừ. sẽ cái cao tiếng Việt của mình nó hư 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 Bị robot đó. Ừ, hơi bị đơ nơ vậy, nó hư robot quá. Nhưng mà từ từ mình sẽ hiểu, thì mình sẽ nới lỏng mà. yeah. Rồi tiếp. Hyakuen shoppu ga konnani ninki ga aru no wa nedan ga yasui đặc kệ để là cử ít từ demo atarashi shinamono ga ari omoshiroi karada, có nghĩa là cái shop mà 100 yên này ấy Cái chữ thì nó này. có Rồi tiếp. cái vấn đề đúng không, cô đọc sai đúng không? Không phải, tại vì Rồi cô đọc nó giống như cái từ cơ thể quá. Canada chứ đừng có Canada. Canada là cô biết gì không? Canada Không phải, Canada là kiểu như cơ thể á, cái từ cơ thể rồi như bộ phận cơ thể của người à, á. Bộ bổn cả á hả, bây giờ body á, bổ bổn chữ tiếng Hiến là bổn không chữ thể á, chữ thể này. Thể 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 sorry sorry rồi máy tử đâu, không sửa là không được hả? Chữ giống như chữ Yasumi đúng không, mình gạch ngang cái đúng rồi. Ừ. rồi cô thử dịch thử. Có nghĩa là nó qua đây là kiểu như cũng có những cái cũng có những
những cái thứ mà ưa chuộng trong cái shop 100 yên này, giá cả của nó mặc dù thì giá cả của nó thì rẻ, dần trở nên rẻ, thì mặc dù cái giá của nó thì trở nên rẻ, lúc nào thì cũng có những cái món hàng mới, từ đó mà nó thú vị. Ok vậy nó rồi ok để tiếp ha. Sereni, Từ 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 Zenbu ừ, rồi tiếp Hiyaku, Sereni Zenbu Hiyaku en nanode takai ka, cái kì vậy, takai là bữa trước chỉ rồi ka, năn nỉ cà đa rệt cà cái cà là nhớ chưa. đúng rồi, nhớ đa đề ca là, đa đề ca là kiểu như Ví dụ ai đó ai cũng mà không phải phải đó ai đó mắc như vậy đó, nhưng chỉ mà đây là mắc như cà vậy. mắc hay Takai ka yasui ka kangai naku temo ii kara à kara căn gai na từ tới da mùi đi cà đà kara da. rồi không cần suy nghĩ cũng cũng được mắc hay rẻ không cần suy nghĩ cũng được ha chưa sợi ní hơn nữa ha. À, quên cho cô đọc cái câu thứ sáu ừ. Rồi, câu thứ sáu. Hiyaku en shop ga ninki ga aru no wa dousete da to itte masu ka? Nghĩa là tại số 100 yên này thì có những cái mà được người ta ưa chuộng ấy, thì tại làm sao mà người ta nói vậy? Rồi, mình quay lên. Là đọc tiếp luôn em. Hyaku en shoppu ni iku to nan demo hoshiku natte iranai mono made katte shimau koto ga aru ga hitsuyou na mono dake o kau yo ni sureba yaku en shop wa totemo benri na mise da. Có nghĩa là cho dù bất kỳ những cho dù bất kỳ cái gì mà khi mà hễ đến cái cửa hàng 100 yên này thì mình đều trở nên muốn hết. Iranai mono ira iranai mono made iranai mono made iranai là gì ta? Iranai là không cần. Irimat là cần, Iranai không cần. Idimat, iranai là không cần, những từ những cái món mà không cần, Đấy những cái không không món không 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 cần cũng mua luôn. à, những cái thứ mà không cần đến, những cái thứ mà không cần mà cũng cũng mua. Đúng rồi cũng mua một cái mua luôn á cái như tê si mai mắt tê si mai mắt Tại sao cái này nó dùng là đã có chữ cô tô gá aru gà là dùng nhưng hả? Chữ gà đây là nhưng. tù gá a rư gà cái việc đó thì có cái việc đó nhưng thì tức là có những cái thứ cái việc mà không cần thiết nhưng mà mình cũng mua luôn á người ta nói tiếp thay vì người ta lặp lại thì người ta sẽ nói là cô tổ gá hư rồi kiểu Hichiyo na mono, như ok cô hiểu ý. Hichiyo na mono dake o kau yo ni sureba là những cái thứ cần thiết, chỉ những cái thứ cần thiết, thì nếu mà có mua thì mua những cái thứ cần thiết, thì những cái thì cái giá 100 thì cái những cái món hàng mà nó bán ở thì cái cửa hàng tiện lợi này thì nó rất là tiện lợi,
ở cái cửa hàng 100 yên này, nếu như mà mình mua những cái món hàng mà nó cần thiết á, thì mình mua ở cái cửa hàng 100 yên này thì nó rất là, thì coi là nó là một cửa hàng rất là tiện lợi. Đó, đúng rồi ha, đi dịch lại đó. Cái câu cuối cùng chính xác đó, hay Kiểu như rồi. phải dịch sao nghe im sai. Nãy mình quay đọc luôn mấy câu hỏi đây, nó có một hỏi là mình sẽ chọn được luôn hả đáp án ha. Câu 6 thường là nó tổng hợp được cái lại cái tàn bài á. Rồi Nihon Câu Niwa 6 giờ Amarin nai kara. Rồi mình có xin nghĩa loại bỏ ha. là có nghĩa là rất là Amarin Nai Nara là người nước Nhật thì Ở rất Nhật. là thì hơi nay này ra là không có. Marie đi với phủ định, cơ sở cấp nó đi phủ định, ví dụ như là ở Nhật thì không có lắm cái những cái tiệm mà 100 yên nó, đúng không? Không, có nhiều. Đúng rồi, ở đâu thì cũng có, nãy có câu mình nhớ không? It's the more, Local. it's the demo. Rồi có B. Nay Nedan đang ố, ố. Nedan ốm. Kini sina cử tới mùi y đi. Và Đừng lo lắng về giá cả. tiếp mình coi đúng không? Mình phải lo lắng chứ, tại có những thứ nó đâu phải chỉ có 100 yên thôi đâu, còn những thứ khác nữa. Rồi câu C. Rồi, Cinnamono phù đuôi kê kê rê đồ kê rê đồ kê rê đồ da sươi cà đà, nghĩa là có những cái thứ thì nó cũ, từ cũ cho đến đẻ. Phải Kê rê không? đồ là gì? Cái đều đồ bằng nhưng gà Nhưng à, kê rê đồ là cũ nhưng mà rẻ, tao có nói cái gì cũ đến đời đồng dân đâu. tiếp. Vậy nó mới không mà. Cinnamono wa takai keredo omoshiroi kara, có nghĩa là những cái món nó mắc nhưng mà rất là thú vị. Rồi, bây giờ mình hai câu nào đúng? Câu D, Tại sao cô đến? tại vì hồi nãy nó nói là đó omoshiroi karada đó, karada Thì karada. mình tìm cái chỗ mà câu hỏi nó có chữ Niki thì mình bám sát nó để nó nói nha. Chỗ nãy mới sửa cho cô mà cô nãy cô kêu là Canada. À. Nó cái đáp án là nó nằm trong trong cái khung này hơn. Rồi mình hiểu không? Ok, tôi hiểu rồi. Bài Cuộc này đang đây là giả tôi định đố tiếng rồi đó. đọc hiểu mà, nên là không sao. Rồi, bây giờ tiếp nha. Câu số 7. Mở to lên, mở to lên em, mở to lên. Giờ giờ đang bị mỏi mắt. Rồi, Hyakuen. Được á, vậy đó. Hyakuen, Hyakuen shoku ni itta toki kiyo tsukeru koto wa nan desu ka? Có nghĩa là khi mà sau khi khi mà đã đi đến cái shop mà 100 yên này á, thì mình nên chú ý điều gì? Đúng Ai là Hitsuyo nanai mono mo katte shimau rồi. koto, là có nghĩa là những cái món mà không cần thiết ấy thì đã lỡ mua Không có chữ lỡ mà mình mua luôn ha. thì Tức là mua thì mình mua không để luôn. Nedan ga takai mono mo katte shimau koto, giá cả mắc thì cũng mua luôn. Hyaku warui waru waruku naru tabemono wo katte shimau koto, những cái thứ mà sớm trở nên hư hỏng
thì mua Mua luôn những thì cái mà nó mua nên dễ mua dễ luôn. đỡ này hư hỏng. Gai cục cừu đế quả trực cao này mono cách tê shima, có nghĩa là nước ngoài, những cái Đó, món ở tại nước đồ ngoài á. tại nước ngoài thì những cái món đồ mà có thể là không sử dụng ấy thì Mua luôn những cái đồ mà mua không luôn. sử dụng ở được tại nước ngoài. Chẳng hạn như ở Nhật là điện nó là 110V đúng không? Ở Việt Nam mình Đúng rồi. 210V thì sử dụng không được mà mình mua luôn. Rồi, đáp án câu nào và giải thích tại sao? Bây giờ loại trước đi chứ đừng hỏi chọn câu nào Nãy có nó mới từ khó, câu tại trước câu là này nó mới có khó. từ Irena nhớ không ta? Iranai là không cần ấy, thứ những thứ mà mình không cần ấy thì đừng có mua. Mình mua luôn cái việc đó, không biết nhớ Yeah. không? Quay lại cái chữ Irena đây, những đồ không không cần thiết mình mua luôn đây. Iranai mono made katesmau đó, thấy không? Những cái đồ mà mình cần thiết thì mình mua, còn có những lúc mà đồ không cần thiết thì mình mua luôn. Yeah. Cho nên mình chọn câu A là Hichijo bằng với lại cái câu mà Iranai á Đúng rồi, nó đồng nghĩa đồng nghĩa. ha. Rồi, cái là quá dễ rồi, còn còn mấy Trời ơi câu. Sashin, cái câu này dễ chết đi được. B đúng rồi đó. Tiếp Nhưng mà tục dịch nghĩa ha. dịch nghĩa đi. Bashino shumi wa Hanao Hanano Sashino Toru koto desu. Có nghĩa là sở thích của tôi là và cái việc mà chụp chụp ảnh chụp chụp là thích chụp ảnh về hoa. Đúng rồi, cứ những cái bông hoa, hoa hồng, hoa ly, hoa phượng gì đó mình cứ mình chụp những cái đó thì sở thích của mình là vậy. Vô Yeah. thi là nó không không cần đâu ha, nhưng mà ý đang học không thể sẽ nói luôn á, để cho mình hiểu nghĩa Đúng thôi. rồi, để mình nhớ luôn cái hán tự với lại cách đọc á. Ok. Đâu số thứ 9. Rồi. Ok. Yamada-san wa atarashii ie wo tatemashita. Cái này là kiểu như là cái ông mà Tanaka-san này á thì đã xây cái ngôi nhà mới. Như vậy thì mình chọn cái chữ kiến. Chữ Mẹ kiến là chữ chữ kiến là câu 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 B á. đúng rồi ha. Dạ. Watashi wa amari Miku o tabemasen suki janai desu kara. Nghĩa là tôi thì không có ăn thịt. Tôi đặc biệt là đâu đâu phải suki này là không không có thích luôn ấy. Không thích suki janai. Bởi vì tôi không có thích. Đúng rồi, Chọn tôi thì nhục không. D. Đúng rồi, tự nhục ha. Tôi thì không ăn thịt, cái này ăn rồi ít khi mà ăn thịt vì tôi không thích. Rồi ví dụ như mình cố gắng ha, mình học để sao cho mấy cái đây thì mình mấy cái đây mình phải biết để mình vô, còn không biết thì mình phải chú ý cái đây nữa. Rồi đọc tiếp cái cà rô và Câu gì này là rồi? nói về cái ngữ pháp Này là phải đọc bài đọc văn chứ. Tại cái ha. từ Đúng rồi, rồi, em bấm banh banh bự 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 lên. Rồi. Watashi wa Nihon ni kitago. Gitago là sai, Ato. Kita ato. Watashi wa Nihon ni Tomodachi, kita ato Tomodachi, tomodachi ni restaurant de Restaurant, no Restaurant. restaurant de no arubaito shokai shite moremashita. Rồi dịch nghĩa, dịch Nghĩa nghĩa. là
Nghĩa là sau khi mà đã đến theo khi mà tôi đã đến Nhật thì tôi đã tức là thì có thể cho tôi giới thiệu cái bản giới thiệu cái việc làm thêm của cái nhà hàng này với bạn bè tôi. Khi nào dịch là tôi sau khi đến đến Nhật thì tôi được cho bạn á, bạn được bạn giới thiệu cho cái việc mà làm thêm tại cái nhà hàng ha, được bạn giới thiệu ha, nhận cái sự giới thiệu từ bạn á về cái việc làm thêm á. Rồi Dịch tiếp. sao nghe hay quá trời luôn, cô dịch sao biết rồi. Hashimete sono restaurant no hito ni atta no wa tomodachi ga nani nani Tiếp. toki tara kara ishukan À, trong trường đây là go này. Khi đi với ish danh từ nó mới go, còn nãy là mình động từ là ato. danh Isu từ với can go go Chicago desa. desta À. nghĩa là đầu tiên thì cái người mà ở cái nhà hàng đó đã gặp những cái người mà ở cái nhà hàng đó đầu tiên thì nó đã gặp cái người ở cái hàng đó thì Tomodachi Ga chọn cái gì đây? Rồi. Con đang lại cái này mà để mà mà rồi câu đây. Rồi, câu số 11. Ở đây là đang chọn là tức là đang cái câu này ý ở trong đây là khi mà được nhận được cái sự giới thiệu từ bạn đúng không? À. Thì Nó hồi có nãy nhiều pháp luôn. trên kia nãy nó có cái chữ là Morai Master. Nhưng mà cái Morata với Kureta với lại xà xê tà ba câu này giống nhau mà. À, không phải khác nhau đó, cái mùa ra ma xà là mình nhận từ ai đó rồi và ai đó làm gì cho mình nó hiểu nha. Câu A là mình nhận từ ai đó, có việc gì đó mình nhận được nhận từ ai đó, còn ai đó làm gì đó cho mình. Còn câu B là được cái gì đó, bị động được cái gì đó. Còn câu câu D là sai khiến này, à ai đó sai khiến mình cái việc gì đó. À, vậy dọn câu C có nghĩa là bạn nó giới thiệu cho mình À đã được, á. à đã được Dạ, được đã bạn được giới bạn thiệu, giới thiệu. Đúng rồi. à tức là cái lần đầu tiên là giới thiệu cái việc làm thêm, là rồi sau đó ở cái nhà hàng nè thì mình đã gặp được một cái người đó thì bạn nó giới thiệu luôn. Thì trong trường hợp này nó đã lược bỏ chủ ngữ là watashi hơn, watashi ni á. Tomodachi ga watashi ni sokai shite kurema mita toki, mà người ta sẽ lược bỏ cái chữ watashi ni đi. Đúng rồi. Rồi như vậy thì cái này là Ishukan go desta là sau một tuần Tuần hả? sau, đã trải qua một tuần đó ha. Rồi là trong một tuần rồi. Watashi ga restaurant ni iru Hai ru hai ru à, sao có lúc đọc là iru i re ru và hai ru. Khi nó có chữ à. re thì mình đọc là i re ru, mà nó không có chữ re thì mình đọc là hai ru. Hai đứa to mise no hito wa anata ga rimusan de iru Đã à từ ai ai rimusan de ga to itta no de hai so desu to kotaemashita. rồi như thế nào. Là thể mà vào trong cái nhà hàng, thể mà khi mà tôi vào cái nhà hàng này thì cái người mà của cái cửa hàng đó thì sẽ nói là thì sẽ thì vì vì đã nói là Mirisan hả? Bạn là Mirisan hả? Rimu-san Bạn hả? Bạn là Rimu-san hả? lim hay gì đó, nhưng mà người ta sẽ lịch dịch dạy không, mình đừng có, không cần chú tâm lắm đâu.
Nó thì là người biết ta cái nói là Hai sơ đề tố cô tai master là câu trả, thì tôi đã trả lời là vâng đúng vậy. đúng rồi rồi tiếp mình đọc Trong cái gì câu ví đó dụ Miseno Miseno nào mình đọc câu tiếp như câu từ câu câu đây nè rồi mình sẽ Shikashi là tuy nhiên, đúng rồi Soretemo là như thế đó, Soretomo à Soretomo Soretemo là cứ như thế, rồi tiếp Sorekara từ 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 bây giờ, Tatoeba là ví dụ, rồi em mở to lên, Mitsuno Hito wa iroiro shigoto ni chutte hanashimashita ga hayasukite hanbun kurai shika kakarimasen deshita. Tức là theo như nhiều nữa hay tất có vô cái chi tê này cô dịch không được, nghĩa là những cái người mà trong cái người của cửa hàng ấy thì có nhiều, thì theo như công việc nó nhiều á, dựa vào những công việc nó nhiều đã nói là thì đã nói như vậy, làm rất là sớm. Này làm gì sớm đây ơi mình coi mình biết từ giờ đây chỉ sớm hay là chỉ nhanh nha rồi nhìn lại Sao mình phân biệt được như rồi vậy thì mình có là câu câu đó mình nó vô ngữ cảnh mình biết thì đó là không biệt rồi rồi Mise Nohito là cái người trong cái tiệm đó thì Iroiro Shigoto Nichute Nichute lại gặp nữa này để mình phân biệt này chứ cứ mình học ngữ pháp không mình không không có nói cái này mình sẽ không ấy về nhiều thứ nhiều công việc á đã nói về nhiều công việc nhưng chữ gà là nhân nha Hayashigite chữ Sugi là sự ghi là bên quá quá à nhanh, rồi đó sao bây giờ biết lại quá nhanh tại vì có nhiều công việc thì cần phải nhanh nhẹn. Hayashigite Hanbun Hanbun Yurai Shika Shika nó bằng với từ Dake Chỉ nửa tiếng, à, chỉ không nửa anh 30 phút, anh 30 phút. bưng trong rừng là đây là một nửa ha anh bưng là một nửa rồi tức là cái câu đó ông nói nhanh vậy đó mà mình hiểu được bao nhiêu phần trăm từ anh bưng đang nghĩa là một nửa Wakarimasu là chỉ thì hiểu được có tôi một nửa thôi. à đã chỉ hiểu một nửa thôi tự do mình là người nước ngoài mà mới đến Nhật nữa không thì tiếng Nhật nó làm gì mà giỏi được hiểu được một nửa nữa là giỏi đó rồi thì mình câu chọn đáp án nào Chọn câu A. đúng rồi ha tức là câu A là sai rồi câu C bạn bạn chọn là câu C đúng rồi tại do biết Tại sao không sao? tại vì cái ông đây ông cái người cửa tiệm á ông hỏi là à bạn tên là Lim hả à cái mình mới đúng đúng rồi thì cái ông trả lời là đúng rồi rồi sau đó thì Surekara là sau đó nè sau đó thì người cứ tiệm tiếp thì họ nói về cái công việc hả với lại sao lại tuy nhiên sao là hoặc là hay là ví dụ trường hợp đang công thể họ phải mình phải là bỏ Wow. nó sẽ liên tự liên tiếp hả cái từ đang gọi là liên tự nè linking verb không Kiểu như là những cái từ gọi là conjunction đó, từ nói, linking verb đó, thì kiểu như là nói từ từ nói từ nói cơ để mà nói câu vô cho mạch lạc. thì cái này ha mình hiểu ý chưa nó mạch Hiểu lạc ý giữa cái rồi. câu câu, câu số 11 với câu số 12 rồi Rồi đọc câu câu số 13 là Miseno hito mo sore ga wakatta no de no 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 de đề số shou cả ka. No de shou ka. Nghĩa là những cái cũng có những cái người mà trong cái tiệm này thì cũng đã hiểu đã cái hiểu điều cái việc đó. đã Được hiểu chưa? cái điều đó Watashi no hanashi đúng rồi chính wa xác cái chữ đây là danh từ nhưng mà khi mà bình thường nó viết vô động từ là hanashimasu nhưng mà khi vô đi đứng với đây là cái chuyện này gọi là danh từ thì nó là chữ hanashi Wakarimasu ka à to
Kikimasta, rồi đã nghe không là hỏi hỏi có nó có hai trường hợp, một là nghe, hai là hỏi, và mình chọn đó là tự nghe hay hỏi. Khi vậy là với chắc chắn là bữa trước sao có nói rồi mà, ví dụ như khi với đi với cái danh danh từ chủ ngữ nó trước nó là có chữ ní mình mới gọi là hỏi, mà cái này nó có chữ ní không, không nó có trước nó là cái có cái chủ ngữ điểm không, thì mình sẽ biết được nó là nghe hay hỏi ha. vậy là đây là nghe, Ừ. tức là đã nghe Yeah. những cái lời của tôi á, là những cái lời của tôi đã hiểu chưa, thì tôi Tôi đã hỏi nghe. là cái tôi nói chuyện vậy có hiểu không, thì tôi đã hỏi là ha, rồi vậy cô hỏi cô hiểu cái câu này không, Onga kuro kikimasu, cái đó nghĩa là À, gì, nghe cửa kikimasu là nghe nhẹ, à bình sàn mí kikimasu. hỏi bình, Ủa sao mình biết hay vậy, sao mình biết lúc nào hỏi lúc nào. tại vì dùng có ố á, là mình sẽ biết là nghe, còn dùng ní là dùng hỏi, còn trong câu này nó không có cả ní và ố, nhưng mà sẽ xét thành trường hợp là nghe. Là hỏi À, là hỏi. tức là nó thường đi với ví dụ như những cái chủ ngữ này mình hỏi, đi với ví dụ như chủ ngữ là ní là mình hỏi, còn onga cừ ố kikimat đó là mình nghe rồi, nhưng mà cái câu kết thúc cái câu đây trong trường hợp đây mình phải hỏi hả, chứ sao nghe. Cứ tố này tố y mát thường nó mình gặp hoài là tố y mát, tố hanashi mát, tố kiki mát, mình đụng hoài luôn Là mình sẽ hỏi là hỏi đúng không? á. Ừ, nên là hỏi. Ừ. Câu chuyện của tôi có hiểu không? Tôi Ừ đã hỏi vậy đó. ừ tôi nói là tôi à, Rồi. nghĩ như là tôi nói chuyện vậy có hiểu không á. Watashi wa honto no koto o ittara hatarakenaku natte shimau to omotte. Rồi Rồi dịch gì cái đó, đó xong rồi. rồi tố Để cô từ 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 cái cần dịch cái đó nữa là sao. cái việc mà nếu như mà nói thật sự ấy thì không cần phải, thì tôi nghĩ không cần phải làm việc. Phải không, phải dịch vậy không, gần như là Hatarakenaku natte là không cần phải, thì đó là không không cần phải làm việc mà. nào không cần đâu, chữ đó chữ nào là không cần đâu. Ê, watashi wa honto no koto à, cái tôi nếu mà tôi nói thật á, tôi nói sự thì hatarake ke là gì, hatarakimasu, hatarake Có thể, rồi hatara ranake naku, ví dụ không hatara thể, à đúng rồi, natte là trở nên trở nên không thể, à, nếu mà tôi tôi nghĩ nói là trở thiệt thì nên có trở nên là không thể làm việc mất, nghĩ là không thể là làm không việc. phải làm việc. Rồi tiếp Rồi câu số tố cô, 13, câu số 14, 13 chưa xong mà, 13 chưa xong mà. Moshikoshi yukuri hanashite kudasai, là hãy nói chậm một chút nữa, nói chậm chút nữa. B yoku wakarimasen, tôi không không hiểu. C sumimasen mo ichido itte kudasai, xin lỗi hãy nói một lần nữa. Hai wakarimasu, vâng tôi đã hiểu. Mình chọn đáp Tố án nào? từ để cô chưa có hiểu, dịch ra mà cũng chưa hiểu nữa, có nghĩa là Thôi. tôi nói thật là nếu như mà tôi làm tôi mà không thể thật Rồi, sự là nếu như rồi. nói thật là tôi không phải làm việc. Bây giờ nha, ví dụ như bây giờ mình giả định là bây giờ cô là du học sinh, cô đi vô cái nhà, vô đi xin việc làm thêm tại một cái nhà hàng. Cái nhưng mà cái người trong cái tiệm á, ông chủ phỏng vấn và cho cô đậu rồi, đi có thể làm thêm luôn. Nhưng mà bây giờ cái mà cô nói hiểu, chị họ hiểu được 50% câu chuyện thôi. Nhưng mà cái ông đó ông biết mình là người nước ngoài, ông hỏi lại mình thử mình có chắc hiểu được cái ông câu chuyện ông đang nói không, thì mình trình độ mình mặc dù là mình 50%, mình làm thế nào để trả lời cho nó.
nó được, nó khớp. Nếu mình trả lời là à, tôi không hiểu thì có lẽ là ông không cho mình làm việc mất, chưa? Rồi bây giờ mình chọn sao, nếu mà mình không hiểu thì mình sao để mình làm hiểu. moskoshi À hoặc là chọn là moichido negashimasu. à biểu ông nói lại đúng không? Đúng rồi, là của À em. câu A là nói chậm, câu A là nói chậm, À, nó chậm lại. câu 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 C là kêu nó nói là một lần nữa. à tại do ông nói mà không hiểu thì ông nói mình mới không mình mới hiểu hiểu 50% thì mình phải biểu ông nói lại ha, chứ không thể mà biểu ông nói chậm được. Có nghĩa là nói lại là nói cái ý, chứ không phải là còn nói chậm là mình từ đây trở về sau nó chậm chậm lại hả? À đúng rồi, như bình thường mình nói là tôi là người Nhật Bản, tôi gì đó nó nhanh vậy đó. Bây giờ mình biểu ông à nó chậm lại, nhưng mà trong trường hợp đây mình đã không hiểu 50% đúng không, mình chỉ mới chỉ Đúng rồi. câu là si cà đó là mình mới hiểu được 50%, thì biểu ông nói lại cho để mình hiểu 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 hơn ha, hiểu. Ủa em ví dụ giờ đi em nói tiếng Quảng em nói nhanh quá cô không hiểu thì cô cũng không hiểu, em kêu ủa em có thể nói lại chậm một chút không, thì em phải nói lại cái câu của em nó chậm lại cho cô nghe thì cũng là cái câu để nói lại mà đúng không? Không người ta không ấy, người ta phân tích là kiểu như là mình không hiểu gì đó thì nói lại cho mình hiểu, chứ không phải là nói chậm. Rồi rồi, còn khi nào nói chậm. Nói chậm ví dụ như người ta trong trường hợp mà người ta nói nhanh á, nói nhanh một cái vấn đề gì đó à, mình biểu người ta nói chậm lại, À, dụ ok, như cô hiểu rồi. Ayakuchi à Niwa họ thì cái đó mình họ nói nhanh quá mình không nghe, mình biểu người ta nói chậm lại. Ok. Rồi, xong. Câu 14. Ừ. Mise no hito wa shibaraku hontou kana? Hontou kana? Tô yêu nào していましたが dạ いいでしょう có nghĩa là Người trong cái tiệm này nói sao không? cái người trong cửa tiệm đã trả lời rồi, em quét xuống câu 14 đi. Rồi, Raishu kara onegai shimasu. それは大変ですね。もう受けてください。日本語が上手ですね。là câu D là lỗi. Câu A là từ sau. Hãy từ từ sau là sai rồi. Có nghĩa là ông đuổi về không? Kêu khi mà ông này ông kêu nói lại lần nữa thì ông kêu là thôi mày rất không dám rồi đi về đi hả? Ghê quá vợ, nên nó không có kiểu như làm cho mình không buồn hết, nó nói thẳng lắm. Rồi. Rồi ông cái KO á, ông làm cho cái nói về về cái mặt, nghĩa là cái mặt mà thật sự như vậy á. Là một cái mặt thật sự là như vậy, Ừ. nhưng mà ý là cái này là nó chỉ giả định thôi hay là thiệt cơ? Người nếu mà cái người trong trong cửa hàng á một chập sau thì ổng mới nói là mình có thật sự như vậy không á, mới nói là ổng làm cái khuôn mặt nó à, thật sự như vậy không á. Rồi Không, nhưng mà ý câu hỏi là cái chữ mà mô cách KST Kuresai là cái ông đó ông nói với lại cái người du học sinh đó đó hả? chưa chưa đọc hết mà, chưa để từ chưa đọc hết mà, đọc À hết đi. ok. Mr. no Hito wa Shibaraku Honto Kana. Cái người và cửa hàng đó Shibaraku là Chốc lát à, chốc lát thì cái gương mặt biểu lộ thật sự là đã nói như vậy à. nhưng Dạ, ideal là vậy thì tốt thôi. à.
Vậy được rồi không? Vậy được rồi. Ừ. Nanji kara nanji made hatarakemasu ka? Ừ. Mình phải, tức là có thể làm việc từ mấy giờ tới mấy giờ? Ừ. Do kikimasta, Đó. hỏi, đã hỏi là Đúng rồi. làm việc từ mấy giờ tới mấy giờ. Ừ. Mokuyo bị Ừ. Mokuyo Ừ. này là vô tố Đồ vô do tố nên chỉ vô vô nichi vô tố vô no juni juni kara yonji made desu. Từ thứ năm tới thứ hai ạ. rồi sau này thứ năm đến thứ hai từ đồ vô bì trong từ hoạch ra chữ bì thì là cái ngày thì người ta bỏ ra chữ bì đúng, người ta nói là thứ bảy, mình còn bình thường nói là đồ vô bì là ngày thứ bảy, còn đi chi dù bình thường người ta sẽ nói nhanh và có khi người ta sẽ Tiếng nói Nhật. là đồ thì chi thôi. Bữa trước Đồ là đi chỉ chi nói là ví dụ như từ thứ hai đến đến chủ nhật người ta sẽ đếm là guest ka sui mục cư kinh đồ thì chi đó, thì người ta đếm vậy luôn, chứ còn ra là người ta cùng vẫn giữ chữ vô là để cho mình, tức là người ta cùng cùng ít nói chậm, chứ còn khi lại thì vô người ta vô sáng. tốt Ừ. à Mình nhớ vô mình bỏ vô chữ tốt bì đi. Ừ. nhịn nhịn Đồ nịt vô là thứ chi bảy ha, và dạ đi chi vô là chủ chủ nhật nhật từ 12 giờ 12 giờ 4 đến giờ 4 chiều giờ thì được không? Đã nói vậy thì ha. Rồi từ dạ kết cô đệt nghĩa là các cô đã được rồi được kim nhân ngữ rồi của từ y đệt là à được. dạ Vậy được ông nói sao? à dạ được rồi. Thì ông nói là câu 14 là ý là ông nói là được rồi. Raishu kara onegaishimasu. Ừ. Rồi tiếp đọc tiếp cái câu To itte kuremashita. hưởng. Ừ. Đúng không? Có nghĩa là bắt đầu từ từng tuần sau, Ừ. phải nói là tôi bắt thể bắt đầu từ tuần sau. Ừ. Ima watashi wa kono arubaito ni mo narete restaurant de hatarai te iru nihonjin to Bốn mùa tomodachi cũng tomo ừ. tomodachi ni narimashita. Nghĩa là bây giờ thì tôi cũng đã có được công việc. Nare mắt là trong trường hợp này nó quen, tôi đã quen với công việc tôi làm thêm này rồi. Tôi đã quen với công việc làm thêm này rồi. Thì Ở tại nhà hàng á thì tôi đang làm việc cũng có người Nhật nè. Rồi, chúng tôi đã trở nên là làm bạn nhau đến một. nhưng mà cái lúc đó Ano Tokino Koto ạ, cái việc Ừ. mà có cái việc mà hồi lúc Iso. đó Ừ, Iso. Iso Wasure Ra đi. na dare nai desho, Ừ. có nghĩa là cả đời tôi Thể khả năng Wasure sushi gá tà bê ra remas à không thể nào quên được. à, đến cả đời tôi là cũng không có thể quên được cái việc việc đó ha. Hay quá, câu cuối cùng hay quá. Iso Đó. Iso Suarela Tare Rồi đại bán cũng làm sai cái câu đó đó. sai hết một câu rồi đó. Ờ, nhưng mà bạn này bắn cũng là giỏi đó. Đúng rồi, sai nãy con câu Nãy câu với đây câu nữa này là hai câu này. hai câu đúng rồi, nãy vô câu Mình những cô thường bạn đúng nào hết mà luôn. đâu có cũng sai câu á, sai hết câu nãy câu số 13. Ồ.
Thôi, nay tới đây thôi, còn hai cái đề Đúng nữa rồi. thì mình coi tiếp rồi mai mình giữ giải tiếp. Coi như Ok. là giải đề thôi chứ đi còn đi thi là nó có giới hạn thời gian nữa ha, chứ không có ngồi mà rườm rà dịch như thế này đâu. Đúng rồi Chu. đó, kiểu như mình không mình giải ra vậy để mình nhớ mình học những cái mới nữa, giống như cái chữ Kikimax đó giờ nhớ được lâu hơn. Thì cái đó thì nói rồi, đi với cái trợ ngược chủ ngữ với đi ý là hỏi là hỏi ai gì đó rồi, còn cái đi với chữ ố rồi với danh từ trước đó, là đó là nghe. Còn trong trường hợp kết thúc một câu với tốt nó nói lại, cái đó là mình hỏi ha, mình chú ý đó, rồi từ từ mình đọc, từ từ đừng có đọc nhanh, đọc chậm thôi, chưa cần đâu, Chậm. chưa 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 Dạ cần đúng. đọc nhanh đâu, đọc cho nó Dạ. chính xác từ. Chẳng hạn như mình Dạ. quen tiếng Anh là từ này, mình restaurant này, đó mình đọc lại từ anh rồi restaurant, Dạ. nó cho nó giống chữ tiếng Nhật này. Là mình đọc thỉnh Restaurant. thoảng cái trợ từ á mình sai cho nó nữa là ok, nếu mình sửa được cái đó là tiếng Nhật mình nó lên trình độ mới nữa đó, nó rất là Rồi, hay. cảm ơn em nhiều. Cô đọc rất Dạ. là hay luôn. Rồi, cảm ơn em nhiều. Ok, Ok. Dạ. Yeah. chung cô Em có năng khiếu học tiếng Rồi. Dạ. Yeah. nữa, Em cũng vậy mà. nhưng mà cơ Em cho cứ cô. chỗ nó sai á cứ sửa một xíu nữa là ok á. Dạ. Yeah. Em cho cô hỏi câu mà cái Dochira ga suki desu đó, suki desu ka đó, câu đó đó là mình học về danh từ phải không? Nhưng giờ cô muốn hỏi động từ, bạn muốn nghe nhạc hay xem phim. Như vậy thì là anata wa onga kuo kiku koto to hay là kiku to? Đúng rồi, mình sẽ chuyển thành danh từ, kỳ cư chuyển qua danh từ Kiku tốt hay là cô tổ tốt? kỳ cư cô tù Kiku rồi. cô tổ tốt. Xong rồi Egao Midu cô tổ tốt. Dochira ga suki desu ka? Đúng rồi, hoặc mình Ừ, có lúc đó thể thì có những cô cái cách đây, aruiwa, từ aruiwa là từ hoặc hoặc là aruiwa hoặc là từ suretomo đây. À bạn là người người Nhật hay là người Mỹ thì mình nói sẽ nói như thế này là anata wa nihon jin desu ka sore tomo america jin desu ka. Này đây là cái danh danh từ đúng À đúng rồi, danh từ ấy. à, thì mình cứ mình chuyển lên danh từ mình thêm sore tomo, hoặc là trong từ sore tomo này nó nghĩa là từ từ o rồi trong tiếng Anh á. Đúng rồi. Này, thấy không? Wow. Hay quá. Ừ. Anata wa nihon jin de ka sore, mình câu hỏi là mình đã học vô những cái bài một mình hiểu rồi. Bây giờ mình thêm hai cái đây. À mình bình thường mình học anata wa nihon jin de ka America, mình hỏi vậy thôi, nhưng mà bây giờ thêm liên từ vô Soretemu hay là hoặc là đó. Thì mình còn những kia thì mình cũng có Soretomo hoặc là thêm một cái từ là Aruiwa. Ừ. Nhìn hai cái chữ đó thành Aruiwa. Aruiwa. Rồi. Nó đều nghĩa là từ O trong từ 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 tiếng Anh ha. Hiểu 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 chưa? Hiểu rồi em. Cảm ơn em nhiều nghe trời. Ok. Rồi em ngủ sớm đi. Có gì hasta matane. Ok, Asta. Arigatou gozaimasu. Mata. Oyasumi nasai. Why Ok. Ngày mai 4 giờ em học tiếng Trung đúng không? am I Rồi có gì cô bay vô nè. Ngày mai so? rảnh. Ok. Học tới bài nào rồi? Đúng rồi. Ừ. Đang học hát XK3. Bài mấy? Bài số mấy? Không có học theo bài mà chỉ có những cái câu nó như vậy mình dịch ra. Coi thử mình dịch Ok, được không? có gì ngày mai vô học thử coi học chung với em với là chị đó luôn. Ok nha. Ok. Ok, đi cái thương.